Trước thông tin giá xăng dầu sẽ tăng mạnh vượt 30.000 đồng một lít vào ngày mai 11 tháng 3, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng hỗn loạn khi người dân chen chúc đổ xăng. Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố này đã phải thông báo hết xăng. Từ trưa ngày 10 tháng 3, hàng loạt các cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đường nội đô lẫn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình cảnh người dân lái xe máy, ô tô đến trực chờ đổ xăng dầu. Theo ghi nhận, số lượng người ghé vào đổ xăng nhiều hơn gấp mấy lần ngày bình thường. Nhiều người xe còn hơn nửa bình xăng nhưng cũng đợi để đổ đầy bình. Có người còn mang can đi mua xăng dầu nhưng các cửa hàng không bán vì quy định không cho phép. Trước tình cảnh người dân chen trúc đi đổ xăng quá đông, tại một số các cửa hàng xăng dầu trên đường Phạm Văn Chiêu, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Quốc lộ 22, quận 12, thành phố Thủ Đức đã có trường hợp thông báo hết xăng, đồn 95.